Minh Đường Tử Vi xin kính chào các cô chú. Chúc các cô chú vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các cô chú đón xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, chi tiết về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe, mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp các cô chú thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi Quý Hợi 1983 tháng 6 âm lịch. Mệnh chủ tuổi Quý Hợi đều là những người khéo léo trong giao tiếp ứng xử, cho nên họ có rất nhiều mối quan hệ xã hội rộng rãi và được nhiều người yêu quý, tôn trọng. Họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc suy nghĩ của mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Quý Hợi luôn luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người xung quanh. Họ giỏi kiếm tiền và có thể thành công trên nhiều lĩnh vực. Họ coi trọng danh dự, phẩm chất và chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy mỗi khi đảm nhiệm một công việc trọng trách nào đó, tuổi Quý Hợi luôn cố gắng hoàn thành thật tốt. Có một số tuổi Quý Hợi tuy bề ngoài lạnh lùng, trầm tư nhưng họ lại có một trái tim giàu tình cảm. Khi yêu, người tuổi Hợi mệnh Thủy sẵn sàng hy sinh tất cả để khiến người mình yêu vui vẻ, hạnh phúc. Trong chương trình ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Quý Hợi trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Quý Hợi sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi Quý Hợi trong tháng 6 âm lịch năm 2021 người tuổi quý hợi 1983 mệnh đại hải thủy không phải là người coi trọng vật chất, chẳng có nhu cầu quá lớn với tiền bạc, nhưng dường như điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc tài lộc bất ngờ cứ un un tìm đến. Anh chị tuổi quý hợi dường như có khả năng cuốn hút hoạnh tài, vì thế mà có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn những người khác. Bản mệnh chỉ cần không mất bình tĩnh là hoàn toàn có được tài lộc dồi dào trong tay. Khi làm việc nên bình tâm tĩnh khí, đừng để những chuyện xung quanh làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của mình trong chuyện tình cảm họ cũng không phải là người có chính kiến đối phương nói gì nghe nấy đặt đâu ngồi đấy tuy nhiên điều đó không có nghĩa là anh chị tuổi quý hợi không biết phân biệt đúng sai với những kẻ nói một đằng là một nẻo bản mệnh sẽ từ chối tin tưởng thất vọng mà dần mất đi niềm tin và tình cảm anh chị không phải là người lãng mạn không sống với những chuyện ngôn tình nên cần tìm một người có trách nhiệm yêu thương mình quý âm thủy gặp ất âm mộng nên được gọi là thiên ấn nghĩa là bản thân được sinh phủ trong tháng này những gia chủ tuổi quý hợi nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Đặc biệt trong năm 2021 Thái Tuế là Sửu, để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy gia cát khuyên anh chị hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho anh chị tuổi quý hợi sinh năm 1983. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên anh chị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Hai, vận trình tháng 6 âm lịch của tuổi Quý Hợi qua từng phương diện. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Anh chị tuổi Quý Hợi nằm trong tam hợp với mùi mà tháng 6 là tháng ất mùi nên anh chị tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Anh chị tuổi Quý Hợi sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của anh chị tuổi Quý Hợi sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của anh chị, vì vậy năm nay sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Trong tháng 6 âm lịch tử vi nhắc nhở anh chị tuổi Quý Hợi cần phải thận trọng kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của anh chị đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Sự nghiệp của anh chị có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian tháng 6 âm lịch. Tuy nhiên, anh chị sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉn chu trong công việc, nếu không dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên anh chị hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi mão mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với anh chị từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho cô chú tuổi quý hợi, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Xem tử vi tháng 6 âm lịch, anh chị tuổi quý hợi không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Thời điểm này tình hình tài chính của anh chị khá tốt. Anh chị cần phải vững tin vào chính bản thân mình để quyết đoán hơn, không để lỡ thời cơ ngay trước mắt. Anh chị có lộc trời cho, chuyện làm ăn buôn bán cực kỳ thuận lợi. So với những tháng trước, đây là thời điểm bội thu của anh chị tuổi quý hợi, lợi nhuận tăng vọt ở mức đáng bất ngờ. Nếu anh chị có ý định mở rộng quy mô kinh doanh thì hãy mạnh dạn tiến tới, anh chị có thể đạt được sự bứt phá khiến bao người ngưỡng mộ luôn đó. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc, các khoản đầu tư vào thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, anh chị cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí. Anh chị tuổi quý hợi sinh năm 1983 có thể may mắn kiếm được tiền. Hiệu năng là tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Ngoài ra, anh chị giỏi đầu tư và các dự án tài chính có rủi ro thấp và lợi nhuận thấp có vẻ không kinh tế nhưng sẽ mang lại cho anh chị thu nhập cao khi được tích lũy đã đến và ở một mức độ nhất định. Khi anh chị có xu hướng chi tiêu nhiều, tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay và anh chị cần phát triển một kế hoạch tốt để làm cho cả tất cả hài hòa và đáp ứng. Thời điểm này cơ hội tài lộc khá nhiều, anh chị tuổi quý hợi nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước anh chị cũng nên năng làm việc thiện có thể từ đó anh chị sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình tuy nhiên trong tháng có thương quan chiếu mệnh nên anh chị cần phải làm việc cẩn trọng hơn tập trung vào mục tiêu của mình đừng thấy làm ăn đang tốt mà lơ là chú ý có thể anh chị sẽ hụt mất kha khá đơn hàng vì sự sao nhãng của mình Lục Bạch bay vào Trung Cung, theo phong thủy thì tháng 6 âm lịch này nếu anh chị để quá nhiều đồ đạc ở vị trí giữa nhà hay để vị trí này nhiều rác bẩn thì rất dễ mất tiền hao của, gia chủ nên chú ý. Đặc biệt để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời gian này thầy Gia Cát khuyên anh chị tuổi quý hợi hãy mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí và nghênh đón quý nhân tương trợ anh chị trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh. Từ đó mọi việc sẽ được hanh thông, thuận lợi và thành công hơn, áp lực kinh tế sẽ được. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm của anh chị có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hài hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Anh chị tuổi quý hợi sinh năm 1983 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Trong tháng 6 âm lịch này gia đình anh chị sẽ gặp những xích mích cái, tranh luận giữa bố mẹ và con cái là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh. Tìm lối giải quyết vấn đề tồn động thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Chính vì vậy để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên anh chị tuổi quý hợi hãy mang bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời những anh chị tuổi quý hợi còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm tân sửu. Thứ tư về mặt sức khỏe. Những người sinh năm 1983 sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 6 này. Sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần vào sức khỏe tốt của anh chị. Nhưng anh chị phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu anh chị uống và hút thuốc nhiều hơn cho dù sức khỏe của anh chị tốt đến đâu hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể của anh chị vì vậy tốt hơn hết anh chị nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn anh chị cần chú ý về các bệnh về dạ dày đại tràng cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích để bệnh không nặng hơn các anh chị tuổi quý hợi sinh năm 1983 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy gia cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các anh chị quý hợi. 3. Ngày cát lành và ngày đại kỵ trong tháng 6 âm lịch đối với tuổi quý hợi tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 tức ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch. Tháng Ất Mùi có nạp âm là Sa Trung Kim. Tháng mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành một cục, sung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất tiệt sửu. Đối với người tuổi quý hợi trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 6 năm 2021, tức ngày 20 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là kỷ tỵ. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 6 năm 2021, tức ngày 1 tháng 8 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là tân tỵ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi quý hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết không nên vung tay quá chán đồng thời để công việc thành công may mắn kích công danh tài lộc tình duyên các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cắt lành để anh chị tuổi quý hợi tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch 8 tháng 6 năm 2021, tức ngày 17 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là bính dần, có nạp âm là lô trung hỏa thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 6 năm 2021, tức ngày 29 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là mậu dần, có nạp âm là thành đầu thổ. Quý vị thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi quý hợi trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.